chương 331, điệu thấp, điệu thấp. Trong chớp mắt, tinh không lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Xung quanh vô số cường giả nghe trố mắt ngoác mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Vân, cực kỳ hoài nghi tiểu gia hỏa này có phải hay không ăn tinh không cự thú gan, làm sao dám nói ra những lời này tới. Vị này chính là tinh không huyền cung cung chủ, dậm chân một cái, hệ ngân hà đều muốn rung ba rung vô thượng tồn tại. Vù vù. Trong chớp mắt, Mỹ Ly cung chủ trên mình lại lần nữa cơ hồ không cách nào ức chế bộc phát ra một cổ sát khí, tô vân câu kia ngươi không bằng sư tôn ta hình như đâm trúng đáy lòng nàng chỗ sâu đau làm nàng sắc mặt nháy mắt khó coi đến cực điểm nhìn xem tô vân hình như hận không thể một bàn tay đem chụp chết điệu thấp điệu thấp thanh y ho khang hai tiếng không để lại dấu vết hướng phía trước di chuyển một bước ngăn tại tô vân trước người để tránh bị ly thật khống chế không nổi một bàn tay đem tô vân chụp thành thịt nát nói đáy lòng lời nói nàng đều có chút bội phục mình cái đệ tử này lòng dũng cảm đồ nhi ngươi nhớ kỹ chúng ta thanh y nhất mạch từ trước đến giờ điệu thấp làm người, cao điệu làm việc. Sư Tôn, Đồ Nhi minh bạch, cao lãnh trang bức mới có kiểu. Tô Vân Kim tốn thụ giáo. Đồ Nhi nhất định mặt không thay đổi chụp chết bắt hoang, tuyệt không ngã sư Tôn tên tuổi. Thanh Y im lặng, có chút không phản bác được, tiểu tử này lại còn thật muốn cùng bắt hoang bên trên sinh tử đài. Tô Vân, cái này bắt hoang đã nửa bước bước vào vẫn tinh cảnh, hơn nửa huyết mạch nghịch thiên, ngươi suy nghĩ kỹ càng, có sư Tôn tại, tiện nhân kia không dám đem ngươi thế nào. Vạn chúng nhìn trừng trừng, thanh y chỉ có thể cho tô vân thần thức truyền âm tô vân sửng sốt một chút cảm thấy có chút ấm áp nhìn tới vị sư tôn này cũng không giống là ngoài miệng nói như thế vô tình cùng thế hệ tranh đấu liền thật đối với hắn không quan tâm sư tôn ngươi yên tâm đệ tử có nắm chắc mười phần đem bắt hoang chặt tô vân biểu tình trịnh trọng lên hiên viên kiếm bị hút vào hiên viên hoàng đế di tích không rõ sống chết hắn cảm thấy vẫn như cũ cất giấu một cổ lửa liền là diệt thiên linh tộc vẫn không có đem toàn bộ trút xuống mà bắt hoang liền là phía sau màn hắc thủ hắn cho tới bây giờ đều là quân tử báo thù, ba ngày đều ngại muộn loại kia. Thanh y, ngươi đủ. Mỹ Ly sắc mặt cực độ khó coi, khẽ quát một tiếng, nói, ba ngày sau, tinh không huyền cung sinh tử đài gặp. Bắt hoang mặt không biểu tình, đế bi cuồn cuộn, lạnh lùng nhìn Tô Vân một chút, nói, cường giả, cho tới bây giờ không thích tranh đua miệng lưỡi, đã cung chủ sư tôn nói chuyện, bản đế liền lại để cho ngươi sống lâu ba ngày. Sau ba ngày, bản đế muốn để ngươi làm hôm nay làm những chuyện như vậy, theo như lời nói, trả giá thảm trọng nhất đại giới. Dứt lời, Mỹ Ly cùng Bắc Hoang nháy mắt hướng về sâu trong tinh không bay đi, biến mất tại mọi người ánh mắt bên trong. Mà lúc này, Vạn Thần đã đem Thiên Linh tộc huyết tẩy một lần lại một lần, có thể nói là tất cỏ không mọc, đem hết thảy tài nguyên toàn bộ đều vơ vét sạch sẽ, mỗi người trên mình đều là sát khí ngút trời, trong con ngươi tràn đầy tơ máu, cũng không biết giết chóc bao nhiêu sinh linh. Không huyết tẩy Thiên Linh tộc, khó mà ầm ầm lửa giận trong lòng. Mà 16 quả tàn tạ trên tinh thần, cũng là bị máu tươi nhuộm đỏ, máu chảy thành sông, Đáng sợ mùi máu tươi thậm chí tràn ngập vào trong tinh không. Vô số cường giả sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vẻn vẹn là nhìn xem một màn này, đều làm bọn hắn tê cả da đầu. Đây chính là một cái sinh sôi ngàn vạn năm cường thịnh đại tộc a, tộc nhân e rằng có mấy hơn 10 tỷ, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà liền bị tàn sát không còn một mống. Nhìn xem Tô Vân, dù cho là vẫn tinh cảnh cường giả, trong mắt đều tràn ngập sợ hãi cảm giác. Cái này mấy chục ức sinh linh, hơn phân nữa đều là bị hộ tộc đại trận tàn phá bốn phía tinh thần chi lực miễn cưỡng đánh chết đây chính là một cái sát thần. Đáng sợ hơn chính là, hắn dĩ nhiên nháy mắt phá giải thiên linh tộc hộ tộc đại trận, nói cách khác, hắn là một cái trận pháp đại sư, hệ ngân hà bên trong trận văn, e rằng loại trừ hoang tộc, thương vũ u minh tộc loại này đỉnh tim đại tộc bên ngoài, không mấy cái có thể ngăn được hắn. Đây mới là đáng sợ nhất. Một cái không cố kỵ gì trận pháp đại sư, lực phá hoại là cực đoan khủng bố. Gia hỏa này, tuyệt đối không thể tùy ý đắc tội. Vô số cường giả ở trong lòng lẩm nhẩm lấy. Ngươi tiểu tử này nhìn xem tô vân thanh y có chút im lặng nói tin không huyền cung có quy củ sinh tử đài bên trên bất luận cái gì huyền cung cường giả đều không cho phép nhúng tay chiến đấu đến lúc đó ta đều cứu không được ngươi thanh y hình như nhận định tô vân không phải bắt hoang đối thủ dù cho tô vân vừa mới chém giết thiên linh tôn giả đều không ngoại lệ thiên linh tôn giả cùng bắt hoang trong lòng nàng căn bản cũng không phải là một cái cấp độ nhân vật sư tôn nếu không chúng ta đánh cược tô vân cười nói cái gì cược nếu như ta có thể chém giết bắc hoang dương ta thanh y nhất mạch thần uy ngươi che chở úy lam tinh ba năm tô vân không chút do dự nói tốc độ nhanh chóng khiến thanh y đều là im lặng tiểu tử đây mới là ngươi mục đích thực sự a à? tiểu tử này nói nhanh như vậy rõ ràng là đã sớm nghĩ kỹ thôi được bản tôn ngược lại muốn xem xem ngươi tiểu tử này đến cùng từ đâu tới lớn như vậy lực lượng thanh y cười nói chỉ cần ngươi có thể thắng một trận chiến này ta bảo đảm ngươi sinh ra tinh thần trong vòng ba năm lông tóc không tổn hao gì. Thanh y lời này, nói bá khí mười phần, nàng cũng có loại này lực lượng. Đa tạ sư tôn. Tô Vân thực tình thành ý nói. Quý Lam Tinh vừa mới khôi phục, tuy là tiềm lực to lớn, nhưng bây giờ thực tế quá yếu ớt. Hắn cần thời gian, nhân tộc cũng cần thời gian. Ba năm, chỉ cần ba năm. Hệ ngân hà chỗ sâu, sao lống lốn đốn đầy trời, mà tại mênh mông trung tâm tinh thần, một mảnh cuồn cuộn khu cung điện sừng sững, dẫn dắt phía dưới vô tận tinh thần chi lực, khiến một mảnh cung điện này nhóm che lấp bên trên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Nơi này liền là hệ ngân hà tinh không huyền cung phân bộ. Hệ ngân hà thế lực cường đại nhất một trong, vô số tộc quần con cháu đều lấy bái nhập nơi này làm cả đời truy cầu. Sư tôn, đệ tử không rõ, ngươi vì sao còn muốn cho tiểu tử kia ba ngày thời gian? Cung chủ trong đại điện, bắt hoang trong mắt mang theo một vòng sát khí. Coi như tiểu tử kia mượn thiên linh tộc đại trận chém giết thiên linh tôn giả, cũng căn bản không để tại trong mắt của hắn. Nhiều nhất ba chiêu, đệ tử liền có thể đem hắn chém giết. Mị Ly miễn cười nói, sư tôn tự nhiên tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng tiểu tử này, cũng tuyệt không thể kinh thường. Tiểu tử này có thể thông qua thí luyện đại trận, khẳng định có hắn chỗ hơn người. Sư tôn muốn để ngươi không có sơ hở nào, đem chém giết tại trên sinh tử đài, vì sư tuyệt không cho phép thanh y tiện nhân kia, lại tại sư tôn trước mặt lộ ra cái kia chẳng thèm ngó tới biểu tình. Nói đến cái này, Mị Ly trong mắt hiện lên đáng sợ sát khí, trong tay đột nhiên xuất hiện một khỏa quả, trong chớp mắt, một cổ nồng đậm khí tức thần bí vang vọng tại to lớn trong cung điện. Chương 332, Bản Nguyên Quả Thực Đây là, Bản Nguyên Chi Lực Bác Hoang tỉ Mỹ cảm thụ phía sau, nhìn xem quả, trong mắt lộ ra một vòng vẻ giật mình. Bản Nguyên Chi Lực, cùng cuộn tinh vũ bên trong, thần bí nhất lực lượng, dựng dục ra vô số tinh không cự thú cường đại bộ tộc cùng thần bí tồn tại. Nghe nói muốn đi lên vũ trụ đỉnh phong nhất, bản nguyên chi lực là trong đó phi thường mấu chốt một điểm mỗi một lần có chất chứa bản nguyên chi lực đồ vật xuất hiện đều sẽ nhấc lên vô tận chém giết thậm chí khiến ẩn nấp không biết bao nhiêu kỷ nguyên lão quái vật xuất thế vì sinh tử giao nhau không sai đây là sư tôn theo vùng đất bản nguyên lấy được bản nguyên quả thực mỹ ly âm thanh lạnh lùng nói ngươi đem sau khi phục dụng trong vòng ba ngày đầy đủ ngươi đột phá đến vững tinh cảnh sư tôn muốn ngươi dùng tà nhẫn nhất thủ pháp đem chi trảm giết đồng thời đem đầu treo ở trên sinh tử đài một vạn năm ta muốn để mỹ ly minh bạch đệ tử của nàng không bằng bản cung đệ tử bắc hoan kinh hỷ tục cùng đem bản nguyên quả thực nhận lấy trong mắt mang theo vẻ hưng phấn đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a à. tuyệt đối không nghĩ tới chém giết một cái thường thường không có gì là tiểu gia hỏa dĩ nhiên có thể đạt được lớn như vậy chỗ tốt bản nguyên chi lực a à, đâu chỉ có thể để hắn đột phá tới vẫn tinh cảnh đối tương lai tu luyện đều có vô tận chỗ tốt lấy hắn lúc này cảnh giới tại hoang tộc bên trong căn bản còn lấy không được loại này khang hiếm tài nguyên sư tôn đồ nhi biết nên làm như thế nào bắc hoan dứt lời liền không kịp chờ đợi hướng mỹ ly hành lễ liền tiến vào bế quan bên trong mỹ ly ánh mắt lạnh như băng nói tiểu tử muốn trách thì trách ngươi bái thanh y vi sư tôn bằng không lấy ngươi có thể thông qua thí luyện đại trận thiên phú bản cung cũng không đến mức như vậy đối ngươi thanh y nhiều nhất hai năm năm ta liền có thể đột phá đến thời gian ta muốn tự tay đem ngươi chém giết dứt lời mỹ ly cởi áo nới dây lưng lộ ra trơn bóng ngọc thể tiến vào sương mù dày đặc bốc hơi trong bồn tắm một cổ so quả nồng đậm gấp trăm ngàn lần bản nguyên chi lực tại trong đó phòng tắm bên trong tràn ngập. Tinh thần huyền cung, thanh y cung. Tiểu tử, ngươi tại bên trong cung điện này thật tốt ở lại, bản tôn có chút việc đi làm, nửa ngày sau, trở về dạy ngươi một điểm tuyệt học thần thông. Thanh y nhìn tô vân một chút, nghĩ đến tiểu tử này gây chuyện bản lĩnh, lại quay đầu dặn dò. Không cho phép gây chuyện nữa, biết không? Trong vòng một ngày, liền diệt một cái hệ ngân hà đại tộc, loại này gây chuyện bản lĩnh, liền nàng đều là cảm thấy không bằng. Yên tâm, chỉ cần người khác không chọc ta, ta khẳng định không chọc người khác. Tô Vân rất ngoan ngoãn gật đầu, đưa mắt nhìn Thanh Y rời đi về sau, mới ở trong lòng yên lặng nói, nếu là người khác chọc ta, ta tất gấp một vạn lần hoàn trả. Lập tức, Tô Vân bay ra Thanh Y cung, vẻ mặt ôn hòa hướng mấy tên đi ngang qua đệ tử tinh không huyền cung tìm hiểu đến Bắc Hoang cung điện chỗ tồn tại phía sau, rất nhanh liền đi tới một cái khu cung điện phía trước. Bắc Hoang chính là tinh không huyền cung thần bản thứ chín đệ tử, tại tinh không huyền cung có một mảnh độc thuộc tại hắn cung điện bên trong khu cung điện nữ hoa đông vương công các loại hoa hạ thế hệ trước thiên thần mặt mang vui mừng bị bắt hoang thu làm tùy tùng phía sau bọn hắn cũng nhận được một gian cung điện cảm thụ được trong cung điện nồng đậm nguyên lực cùng hiển hóa phát tắc đông vương công cười lạnh nói tiểu tử kia ít ngồi đáy giếng lại còn tự lập làm bàn cổ điện chủ muốn để ta các loại trở thành cái gì đồ bỏ khách khanh trưởng lão quả thực buồn cười tột cùng trấn nguyên tử cười nói cũng trách không được hắn cuối cùng một mực ở tại úy lam tinh loại kia địa phương nhỏ không rõ vũ trụ có biết bao rộng rãi bao la, cường giả vô số. Nữ hoa ngược lại mặt mang thần sắc lo lắng, nói, chúng ta tự tiện làm chủ, đem hoa hạ đưa cho bắc hoang, còn đem đế đô chất chứa khí vận thần kỳ chỗ nói thẳng ra, có phải hay không làm có chút quá mức, cái cô vân kia thực lực, cuối cùng không phải chúng ta trêu tới. Đông vương công cười lạnh một tiếng, nói, mục tiêu của chúng ta, là tinh thần đại hải, tiểu tử kia nếu như vẫn như củ ngoan cố không theo, bị bắt đế thủ hạ, hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như hắn may mắn không chết, chẳng lẽ còn có thể dết vào trong bắc đế cung này, đem chúng ta chém giết sao? Nữ hoa gật gật đầu, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên oanh minh, vang vọng thương khung ở giữa, vô tận tinh thần chi lực bị một chui to lớn búa chém thành hai đoạn, như một đạo thác nước từ giữa đó bị tách ra. Nữ hoa đám người chỗ tồn tại cung điện trận văn trực tiếp bị chém rách, một cái thon dài thân ảnh xuất hiện tại phía trước bọn hắn, yêu dị trên gương mặt, tinh thần con người chiếu sáng rạng rỡ, cầm trong tay cự phủ, hỗn động khí tràn ngập đáng sợ sát khí tràn ngập mà tới, đem nữ hoa, đông vương công các loại mấy chục tôn thiên thần bao trùng vào trong đó, khiến bọn hắn cơ hồ ngạt thở đi qua. Tô Vân Nữ hoa hô nhỏ một tiếng, con ngươi kịch liệt co vào. Tô Vân làm sao có khả năng đi tới tinh không huyền cung, hơn nữa dĩ nhiên sát nhập vào bắc đế cung bên trong, đây quả thực quá mức bất khả tư nghị. Tô Vân, nơi này là tinh không huyền cung, bắc đế cung điện, dung ngươi không được càng rỡ. Đông vương công ráng chống đỡ lấy quát lớn một tiếng, lúc này, khóe mắt hắn ánh mắt xéo qua đột nhiên liếc về bàn tay tô vân giả thoáng một thoáng trong lòng lập tức trung lên cho là tô vân muốn động thủ với hắn theo bản năng đánh ra thần thông ầm ừ. thần thông đánh vào tô vân trên mình không đau không ngứa thậm chí ngay cả hắn bên ngoài cơ thể hỗn độn sương mù cũng không đánh tan hiện tại cùng giai thiên thần thần thông liền cho hắn gãi ngứa cũng không xứng ngươi dám động thủ với ta tô vân cười trong lòng yên lặng nói sư tôn không phải đồ nhi gây chuyện là bọn hắn chủ động trêu chọc ta liền là những cái này phản đồ bán rẻ hoa hạ hại đến hiên viên kiếm không rõ sống chết đối với phản đồ tô vân cho tới bây giờ là thà rằng giết nhầm tuyệt không buông tha dứt lời cự phủ chém ra không gian lợi nhận hiện lên đông vương công liền phản kháng lực lượng đều không liền từ đầu sọ chính giữa từ trên xuống dưới bị chém thành hai đoạn máu me tung tóe trước khi chết hai con ngươi còn mở thật to có lẽ cho đến chết đi hắn đều không nghĩ tới chính mình tại bắc đế cung bên trong dĩ nhiên cũng có mất mạng nguy hiểm a à, tuyết thủy tung tóe đến gần trong gan tất nữ hoa các loại hoa hạ thần linh trên mình khiến bọn hắn nháy mắt sắc mặt tái nhợt không ngừng đối tô vân đánh ra thần thông đồng thời nhanh chóng thụt lùi đồng thời lớn tiếng hô to lên có nghịch tặc xông vào bắc đế cung người tới đây mau kỳ thực không cần bọn hắn kêu cứu tô vân một bố chém nát cung điện trận văn đã sớm kinh động đến bắc đế cung bên trong vô số cường giả một cổ khí thế đáng sợ tại cấp tốc hướng về bên này chạy đến đồng thời bắc đế cung bên trong có trận văn đang thức tỉnh bao phủ thương khung trong chốc lát điều có không dưới 30 của chân thần uy thế khôi phục, trấn áp thương vũ. Ở đâu ra tạc tử, chán sống, dám tìm nhập ta bắt Đế cung bên trong, không biết rõ đây là địa phương nào ư? Có chân thần đỉnh phong cường giả gầm nhẹ, khiến tinh không rung rẩy. Bọn hắn đều là phụ thuộc vào Bắc Đế tùy tùng, trong đó thậm chí có tinh không thần trên bản yêu nghiệt thiên kiêu tồn tại, khí tức đáng sợ đến cực điểm. Nhưng Tô Vân nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, con người lạnh giá, thân thể trực tiếp dung nhập trong không gian, tại xuất hiện thời gian mười mấy tôn hoa hạ thiên thần thân thể trực tiếp bị chém thành thịt băm thô tục mà lại vũ lực tô vân đừng có giết ta tất cả những thứ này đều là chủ ý của bọn hắn chuyện không liên quan đến ta a à. nữ hoa hù dọa khuôn mặt trắng bệch nói ta nguyện ý gia nhập bàn cổ điện đừng có giết ta không muốn phúc không gian lưỡi búa hiện lên tuyệt mỹ đầu bay lên con ngươi còn mở thật to hiện tại mới làm quyết định muộn tô vân huy động cự phủ sát khí lẫm liệt như hổ vào bầy dê huy động bàn cổ phủ máu tươi bắn tung tóe tại không gian của hắn pháp tắt phía dưới mấy chục tên hoa hạ thiên thần liền chạy trốn cơ hội đều không liền bị giết sạch sành xanh thần hồn câu diệt đổ nát thê lương đoạn chi tàn cốt máu me đầm đìa giờ khắc này nhiều bác đế cung chân thần đều ngốc trệ trong nháy mắt đây là nơi nào tới người điên ác ôn xông vào bác đế cung liền vì giết người không muốn sống ư ps ngô 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 chủ yếu là nội dung chuyện chuyển hướng đổi chỗ đồ viết cực kỳ gian nan ngày mai bắt đầu ít nhất canh ba thậm chí bốn canh cầu lễ vật, cầu lễ vật, cầu lễ vật, muốn thêm đùi gà, ô ô ô, đều đói gầy, không còn khí lực gõ chữ đều. Chương 333, công chính chấp pháp. Bất quá khi thấy Tô Vân chỉ là chân thần cảnh giới phía sau, chết cũng chỉ là một chút vừa mới gia nhập Bắc Đế cung thiên thần, vô số cường giả nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không ra đại sự. Có lẽ liền là một cái cùng những thiên thần này kết xuống đại thù, xông tới lấy mạng đổi mạng người điên. Tiểu tạc, thúc thủ chịu trói, còn có thể chết thống khoái một chút gần sát một tôn chân thần cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Vân, từ tốn nói. Chung quanh cấp bách vọt tới chân thần cũng là có chút im lặng. Còn tưởng rằng là cái gì siêu cấp cường giả vọt vào, hại bọn hắn liền trận văn đều khởi động, cũng chỉ là cái ác ôn tiểu tặc. Chết! Liếc nhìn một chút xung quanh, Tô Vân mỉm cười, nói, là bọn hắn trước động thủ với ta, các ngươi chắc hẳn cũng đều nhìn thấy. Không có việc gì, ta liền đi trước. Nhìn thấy Tô Vân thật làm bộ muốn đi, nhiều chân thần lâm vào thật sâu im lặng bên trong, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Nhà xí ư? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiểu tặc, chẳng cần biết ngươi là ai, nơi này là bắc đế cung, liền là vẫn tin cấp cường giả cũng không dám dạng này xông tới giết người, liền ngênh ngang rời đi. Muốn đi, đem đầu người lưu lại lại nói. Công này chân thần lãnh khóc cười một tiếng, đại thủ duỗi ra, che khuất bầu trời, hướng về bóng lưng Tô Vân bắt đi. Là ngươi trước động thủ với ta. Tô Vân quay đầu, trong mắt lóe lên một vòng sát mang, lập tức trước người không gian bắt đầu vặn vẹo, biến có thể so hỗn loạn, cái kia chân thần đại thủ trực tiếp bị vòng xoáy quét sạch, hóa thành thấu trời thịt bọt. Chỉ một thoáng, chung quanh vô số cường giả biến sắc, cái này chưa bao giờ gặp mặt thiên thần không tầm thường a. À. Có thể như vậy tùy tiện hóa giải chân thần thần thông, cái này e rằng khoảng cách thần trên bản yêu nghiệt khoảng cách cũng không lớn. Huyền cung thần trên bản có như vậy một tôn yêu nghiệt ư? Thế nào chưa từng có nghe qua? Vù vù. Đúng lúc này, vạn vẹo hỗn loạn không gian đột nhiên khuếch trương trong chốc lát đem tên kia chân thần bao phủ vào trong đó liền nghe thấy hắn thê thảm tiếng gào thét từ trong đó truyền ra tự hồ tại bị thiên đao vạn quả đồng dạng sau một khắc một bộ dân đầy tơ máu khô lâu liền theo hỗn loạn trong không gian rơi ra trong chớp mắt một tôn chân thần cường giả mất mạng sư tôn để ta không nên gây chuyện là ngươi trước động thủ với ta ta bất đắc dĩ mới hoàn thủ tô vân thở dài một tiếng đối những cái kia chân thần nói không nên ép ta nữa động thủ ta không muốn giết người nhưng cũng không thích người khác khiêu khích ta, bởi vì ta tính tình không được, người khác một chọc ta, ta liền không nhịn được. Quá cuồng vọng. Tô Vân lời nói nghe những cái kia chân thần cường giả sắc mặt tái xanh, từ lúc bọn hắn gia nhập Bắc Đế bộ hạ đến nay, cho tới bây giờ không người dám dạng này tại Bắc Đế cung bên trong phách lối như vậy. Bất quá Tô Vân cho thấy thực lực khiến bọn hắn kiên kỵ, có lẽ bối cảnh rất khủng bố, bọn hắn cũng không còn dám sơ suất. Một tôn chân thần đỉnh phong cảnh giới lão giả đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sư tôn là người nào, có bối cảnh gì, cái môn cái phái gì cái gì bộ tộc, nhưng biết nơi đây là tinh không huyền cung bắt đế cung, không cho phép ra tay giết người. Không môn không phái không bối cảnh, sư tôn chính là thanh y tôn giả, vừa mới gia nhập tinh không huyền cung không đến một ngày. Tô Vân bình tĩnh nói, mà lại là bọn hắn trước động thủ với ta, ta mới bị động hoàng thủ. Còn có hay không vấn đề, không có ta liền đi trước. Sư tôn thanh y tôn giả. Chỉ một thoáng, nhiều chân thần sắc mặt cứng đờ, đây không phải cái kia vừa mới chém giết thiên linh tôn giả, diệt thiên linh tộc, ba ngày sau muốn cùng bắt đế bên trên sinh tử đài gia hỏa ư. Nghe nói là một cái vô pháp vô thiên gia hỏa, còn đem cung chủ dẻo cật một hồi. Tin tức mới vừa vặn truyền về bắt đế cung, gia hỏa này vậy mà liền giết tới đây. Quả nhiên là một cái to gan lớn mật ác ôn. Muốn cùng bắt đế bên trên sinh tử đài liền là ngươi. Lão giả lạnh giọng hỏi. Đáng ghét. Gặp hắn chậm chạp không dám động thủ, Tô Vân liếc hắn một cái, lập tức quay người liền muốn bay ra bắt đế cung. Cái gì bắt đế cung, đều là một nhóm đồ hèn nhát thôi tô vân tiếng cười to vang vọng thương khung chết tiệt viện cung đội chấp pháp thế nào còn không có tới lão giả gầm nhẹ một tiếng khởi động trận văn động thủ nếu như cứ như vậy để tô vân sau khi giết người nghênh ngang rời đi bắt đế xuất quan bọn hắn đều chớ nghĩ sống lấy oanh trong chốc lát cuồn cuộn màu vàng trận văn khôi phục che lấp thương khung sát cơ ngập trời nhiều chân thần cùng nhau động thủ thần thông đánh băng thương khung nhưng vào lúc này một tiếng đáng sợ gầm nhẹ theo trong hư không truyền ra dừng tay nồng đậm uy thế truyền đến, đúng là miễn cưỡng đem khôi phục trận văn áp chế xuống, khiến nhiều chân thần cường giả đều là sắc mặt trắng bệch, đánh võ thần thông bị cứ thế mà đánh tan. Tô Vân nhướng mày, thu lại sát cơ, thu về khai thiên phủ, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Chỉ thấy một tôn lão giả mang theo một đội mặt không thay đổi đội chấp pháp đệ tử, sừng sững tại trên trời cao. Lão giả khí tức vô cùng kinh khủng, cuồn cuộn như thâm viên, xa xa tại trên thiên linh tôn giả, là một tôn so mị ly cùng thanh y đều không kém là bao nhiêu cường giả. Lúc này, bắc đế cung nhiều chân thần nhẹ nhàng thở ra cùng nhau hành lễ nói bái kiến chấp pháp tôn giả không biết rõ huyền cung nội bộ không cho phép đại quy mô động thủ ư chấp pháp lão giả ánh mắt âm u nhìn lướt qua đầy đất máu tươi cùng đoạn chi tàn cốt âm thanh lạnh lùng nói là ai ra tay trước ai giết người khởi bẩm chấp pháp tôn giả là hắn ra tay trước đem ta bắt đế cung cung điện đánh vỡ mạnh mẽ xông vào vào bắt đế cung bên trong giết người tôn này chân thần đỉnh phong lão giả nói sư tôn lúc này một vị gián vẽ ký độ bất phàm thanh niên từ phía sau bay ra đối chấp pháp tôn giả cung kính hành lễ hình như nói với hắn cái gì hắn là huyền cung thần trên bản yêu nghiệt bất quá xếp hạng rất thấp nguyên cớ lựa chọn gia nhập như mặt trời ban trưa bắc đế cung cũng coi là chấp pháp tôn giả xếp hàng tại mỹ ly cung chủ phía bên kia to gan lớn mật vừa mới gia nhập tinh không huyền cung liền dám mạnh mẽ xông vào bắc đế cung liền đại khai sát giới chấp pháp tôn giả mặt không thay đổi nhìn về phía tô vân âm thanh lạnh lùng nói liền là thanh y trình diện cũng không giữ được ngươi Bắt lại, đánh vào Huyền Lao, chờ đợi thẩm phán. Được. Thanh âm hắn hạ xuống, một đội đệ tử chấp pháp liền hướng Tô Vân bay tới, đem hắn bao vây, mặt không chút thay đổi nói, thúc thủ chịu trói đi, cả gan phản kháng, chúng ta có thể đem ngươi ngay tại chỗ đánh giết. Tổng cộng 12 vị đệ tử chấp pháp, toàn bộ đều là chân thần đỉnh phong uy tín lâu năm cường giả, đồng thời mơ hồ tạo thành một cái trận văn, khí tức như vực sâu, phi thường khủng bố. Tô Vân con ngươi nhíu lại, nói, ta vẫn không nói gì, nhất định là lỗi của ta rồi ư? và huyền lao lại giải thích a à. chấp pháp tôn giả âm thanh lạnh lùng nói trong mắt mang theo cười lạnh tại huyền cung bên trong chấp chưởng huyền pháp hắn liền là thiên hắn nói là ai sai liền là ai sai bắt lại chương 334, chấp pháp tiên oanh trong chốc lát 12 vị chân thần cùng nhau động thủ đánh ra từng đạo thô to âm u thần liên tạo thành liền muốn đem tô vân trói lại thần liên bên trên có quỷ dị phù văn lấp lóe hình như có áp chế pháp tắc nguyên lực công hiệu có thể để người ta không cách nào thi triển thần thông. Tô Vân sắc mặt âm trầm xuống, đột nhiên huy động khai thiên phủ, trực tiếp đem xiền xích chặt đứt, lập tức đột nhiên xông ra, như là thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại lời mới vừa nói tôn này đệ tử chấp pháp phía trước, khai thiên phủ đột nhiên chém xuống, hỗn động khí cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng giết ta. Oanh. Trong chớp mắt, không gian nghiền nát, tôn này đệ tử chấp pháp trọn vẹn không nghĩ tới Tô Vân cũng dám phản kháng, còn dám chủ động xuất thủ, ngốc trệ một cái chớp mắt, vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng một cổ tràng trề cự lực vọt tới, còn mang theo đáng sợ sát lục chi uy, trực tiếp đem thân thể của hắn liên thông thần hồn đều chấn thành hư vô. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Tô Vân dám hoàng thủ, còn dám giết đệ tử chấp pháp, điên rồi sao? Tại ta giảng đạo lý thời điểm, ngươi cố gắng nhất tốt cùng ta giảng đạo lý. Tô Vân thanh âm trầm thấp vang vọng. Trong ngọc điệp, phục hy sắc mặt cũng là tái nhợt, nói, Tô Vân, cái này chấp pháp tôn giả, liền là ta người lão hữu kia đệ tử. May mắn ta không tìm đến người bạn già của ngươi, bằng không hiện tại đã bị chém thành muôn mảnh. Tô Vân cười lạnh nói. Phục Hy sắc mặt khó coi, nói, quả thực vô pháp vô thiên, liều mạng cái này lau thần hồn biến mất, ta cũng giúp ngươi phá giải tuần này gặp huyền cung trận văn, đem bọn hắn tất cả đều xử lý. Ta úy làm tinh thiên kêu đi thương khung, tại bối cảnh phương diện này, còn chưa sợ qua ai. Lúc này, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên phát ra mở, chấp pháp tôn giả bạo nộ rồi, lại có người dám ngay ở mặt của hắn, chém giết đệ tử chấp pháp mấy ngàn vạn năm qua đều không lòng dũng cảm lớn như vậy người. Tiểu hỗn trướng, tự tìm cái chết. Một cái so tinh thần còn muốn to lớn xiền xích bỗng nhiên đánh ra, xuyên thủng tinh không, như một quả bất diệt hàng tinh đồng dạng, ù ù vận chuyển, đem Tô Vân bao trùng tại hắn xuống. Đáng sợ khí tức, quả thực khiến toàn bộ tinh không đều đang run sợ. Đây là bao trùng tại vẫn tinh cảnh bên trên hàng tinh cảnh, thọ nguyên gần như bất diệt, phóng nhãn vũ trụ, đều là chúa tể một phương cấp bậc tồn tại, đưa tay ở giữa, tinh hà băng diệt, đáng sợ đến cực điểm bản thân, liền có thể sánh ngang hàng tinh, lực lượng vô cùng vô tận, sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, dù cho là đầu bị chém đứt, đều có thể đoạn chi trùng sinh, có thể nói là vạn cổ cự đầu. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không huyền cung đều hít thở không thông, vô số cường giả kinh dị nhìn về phía bên này, là ai chọc giận chấp pháp tôn giả. Đây chính là tinh không huyền cung đứng ở đỉnh phong nhất mấy cái cự đầu một trong, địa vị không thể so cung chủ kém bao nhiêu, trưởng quản huyền cung luật pháp cùng trật tự. Tô Vân ánh mắt lạnh nhạt, mặt không đổi sắc, trong thân thể tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ, khơi thông lấy hư vô ở giữa bản nguyên chi lực. Tạo hóa ngọc điệp trên đỉnh đầu hắn như ẩn như hiện. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu xanh bỗng nhiên xẹt qua, hình như siêu việt thời gian, đúng là trực tiếp đem xiên xích chém thành hư vô. Sau một khắc, Thanh Y xuất hiện tại bên cạnh Tô Vân, im lặng nhìn xem Tô Vân, nói, ngươi có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi một hồi, không phải đã nói không gây chuyện ư. Tô Vân một mặt vô tội nói, đệ tử không gây chuyện A, chỉ là tuân theo sư tôn dặn dò, tại tu luyện thần thông, chỉ là quá mức say mê, không chú ý đánh nát bắt đế cung một gian cung điện, bắt đế cung bên trong những người kia quá mức bá đạo, không ngừng đối đệ tử xuất thủ, bất đắc dĩ, đệ tử chỉ có thể xuất thủ tự vệ. Nói đến cái này, Tô Vân một chỉ chấp pháp tôn giả, nói, lão bất tử này vừa xuất hiện, cũng không được đệ tử giải thích, liền cưỡng ép nhận định là đệ tử sai lầm. Thanh y trừng Tô Vân một chút, tự hồ muốn nói, trở về lại tính sổ với ngươi, lập tức nhìn về phía chấp pháp tôn giả, cười lạnh nói, lão bất tử, ngươi cũng nghe đến đệ tử ta giải thích. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, hằng tinh cảnh cũng không phải bất tử bất diệt, đừng tưởng rằng sau bản tôn sống lâu mấy cái kỷ nguyên, liền có thể cậy già lên mặt. Thanh Y lạnh lùng nhìn chấp pháp trưởng lão một chút, trong mắt bí mật mang theo nồng đậm lãnh ý, lập tức liền muốn mang theo Tô Vân rời đi. Nàng làm sao có thể không biết chấp pháp trưởng lão là đứng ở mỹ ly bên kia. Chỉ là nàng cũng biết, Tô Vân là tại cưỡng Từ đoạt lý, chính là vì giết những cái này theo ý Lam Tinh đi ra phản đồ thần linh đối cái này nghe răng tất báo đệ tử thanh y cũng là có chút đau đầu rất có thể gây chuyện cho bản tôn dừng lại lúc này chấp pháp trưởng lão gầm thét một tiếng bị hai người mở miệng một tiếng lão bất tử kêu lấy tức giận da đầu đều muốn nổ tung liền như vậy để thanh y mang tô vân rời đi hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại thanh y ngươi thật coi huyền cung huyền pháp tại không có gì không được liền không sợ ta báo cáo chấp pháp tổng bộ không được thanh y thản nhiên nói tự nhiên muốn làm gì cũng được liền là tổng bộ bộ chấp pháp mấy cái kia sống vạn cổ kỷ nguyên lão gia hỏa tới bản tôn lại có sợ gì? tô vân hơi hơi ghé mắt cảm thấy lẩm bẩm một tiếng nhìn tới cái này thanh y hẳn là trong nguyên tắc cái kia dứt vào tinh không huyền cung tổng bộ thanh y chỉ là hiện tại thanh y có lẽ còn không nguyên tắc hậu kỳ bên trong cường đại như vậy chết tiệt a à. chấp pháp tôn giả giận không nhịn nổi gào thét một tiếng cho bản tôn mời ra chấp pháp tiên thanh y ngươi có thể đi nhưng hôm nay cái này tiểu tặc nhất định cần lưu lại toàn bộ huyền cung đều tại nhìn xem, liền như vậy để Tô Vân rời đi, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thanh y ánh mắt cũng là trở nên lạnh lên, viễn chuyển trên thân thể tràn ngập ra một cổ nhàn nhạt uy thế, trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu xanh, nói, vậy ngươi thử một chút. Giờ khắc này, toàn bộ huyền cung vô số cường giả toàn thân rét rung, cơ hồ rung rẩy lên. Thế cục thế nào biến thành dạng này? Cái này hai tôn cự đầu thế nào náo lên? Lúc này, một cổ đáng sợ khí tức theo đội chấp pháp trong tổng bộ tràn ngập ra, từng tôn vẫn tinh cảnh cường giả theo bên kia cấp tốc bay tới. Một cái huyết sắc trường tiên hiện lên trong tinh không, trong đó có đáng sợ lệ quỷ đang gầm thét, cũng không biết có bao nhiêu cường giả tại roi vọc tán thân, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền cho người một loại thần hồn muốn bị hút vào trong đó cảm giác. Chấp pháp tiên, nghe nói chính là tham chiếu tinh không huyền cung tổng bộ huyết tiên chế tạo mà ra, nghe nói thu nạp cường giả huyết dịch càng nhiều, lực lượng liền càng khủng bố hơn. Có thể nói, hệ ngân hà huyền cung phân bộ tồn tại bao lâu, chấp pháp tiên liền tồn tại bao lâu, nghe nói liền hàng tinh cấp trở lên vô thượng cường giả đều đã từng tán thân tại hắn phía dưới, lực lượng vô cùng đáng sợ. Nghe nói tinh không huyền cung tổng bộ huyết tiên, chính là lúc vũ trụ mới sơ khai liền thai ngén bà ra tinh không chí bảo, có khai thiên tích địa đồng dạng vĩ lực, căn này chấp pháp tiên coi như là phỏng chế, nhưng nếu như tại huyền cung bên trong khôi phục, e rằng huyền cung đều muốn bị đánh chia năm xẻ bảy. Trong ngọc điệp, phục hy kinh thường cười một tiếng, nói, tiểu tử, liền là huyết tiên tại ngươi búa cùng ngọc điệp trước mặt, cũng là hơi trân quý một điểm rác rưởi thôi để ta đem bản tôn triệu hoán tới, đừng nói cái này chấp pháp tiên, liền là cái này huyền cung phân bộ, ta cũng một bàn tay liền cho ngươi sang bằng. Tô Vân mặc kệ hắn, ánh mắt âm trầm nhìn xem chấp pháp tôn giả, ở trong lòng yên lặng phát thệ, nhiều nhất một năm, hắn tất yếu dùng chấp pháp tiên miễn cưỡng đem quốc chết. Thanh y, không muốn bước ta, đem tiểu tử này lưu lại tới, bản tôn sẽ theo lễ công bằng chấp pháp, bằng không hôm nay xuất hiện bất kỳ sự tình, tổng bộ vấn trách xuống, đều là ngươi trách nhiệm. Chấp pháp tôn giả ánh mắt âm u chương 335, dừng ở đây. Lão bất tử, ngươi mở miệng một tiếng tổng bộ, tổng bộ những lão bất tử kia là cha ngươi, vẫn là mẹ ngươi a. À. Muốn liếm cái mông của bọn hắn, ngươi tại nơi này liếm cũng vô dụng thôi. Tô Vân cười lạnh nói. Lập tức, tinh không yên tĩnh một mảnh, nhiều huyền cung cường giả đều chết lặng. Đây là nơi nào tới to gan lớn mật gia hỏa a, à, dám dạng này khiêu khích chấp pháp tôn giả, liền tổng bộ cường giả cũng dám nói. Chấp pháp tôn giả sắc mặt lập tức đỏ lên, thành màu gan heo, nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu hỗn trướng, ngươi tự tìm cái chết. Thanh y cười lạnh một tiếng, trường kiếm rung lên, tinh không bị tàn phá bốn phía kiếm khí trực tiếp xé rách mở, thứ không biết chết sống, là ngươi đang tìm cái chết, ngươi tổng bộ phụ mẫu không từng nói với ngươi, có chút người là ngươi không thể trêu chọc sao. Ngươi e rằng không liếm tổng bộ bờ mông cơ hội. Thanh y. Chấp pháp tôn giả nổi giận, ánh mắt trở nên đỏ như máu, lần này cũng không nén được nửa tâm tình, quanh một tiếng, huyết mang xuyên thủng thương khung, chấp phát tiên chấn động, liền muốn đánh về phía thanh y. Nhưng vào lúc này, thấu trời huyết mang đột nhiên biến mất. Chấp phát tôn giả thân thể cứng ở tại chỗ. Phát sinh cái gì? Vô số cường giả sững sờ, thế nào đột nhiên liền gió êm sóng lặng. Là cung chủ đi ra. Có cường giả tự nói một tiếng, tất cả mọi người đột nhiên nhìn về phía huyền cung chỗ sâu, chỉ thấy một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập mà tới, tinh không lâm vào bất động trạng thái bên trong. Sau một khắc, một tôn khuôn mặt thân thể thân ảnh mơ hồ đi tới, hình như lạnh lùng nhìn chấp pháp tôn giả một chút vừa nhìn về phía thanh y nói các ngươi thân là hệ ngân hà tinh không huyền cung cự đầu lẫn nhau nội đấu liền không ngại mất mặt ư chuyện hôm nay dừng ở đây thanh y cười lạnh một tiếng đối mỹ lệ chẳng thèm ngó tới nhưng chấp pháp tôn giả sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm cuối cùng hôm nay bị nhục nhã chính là hắn mà không phải thanh y cùng tô vân liền như vậy kết thúc hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại gầm nhẹ một tiếng cung chủ dựa vào cái gì hôm nay sai bản cung nói đến đây mới thôi, ngươi nghe không hiểu ư. Thanh âm mị ly lạnh giá, nhìn chấp pháp tôn giả một chút, nhất thời làm trong lòng hắn phát lạnh, chỉ có hắn mới hiểu được mị ly thủ đoạn có biết bao tàn nhẫn. Không chỉ đối với người ngoài hung ác, đối người nhà cũng đồng dạng hung ác, cũng không phải mặt ngoài biểu hiện ra cái kia. Tuân mệnh. Chấp pháp tôn giả tâm không cam lòng không muốn cúi đầu. Lúc này, tạo hóa ngọc điệp bên trong, trong âm thanh của Phục Hy mang theo cả kinh nói, tiểu tử, cái này tiểu nữ qua phân thân, là dùng bản nguyên chi lực ngưng tụ ra, hắn dùng bí pháp che lấp, có thể giấu giếm được ngươi người sư tôn kia cảnh giới này cường giả, nhưng không giấu giếm được ta. Bản nguyên chi lực. Tô Vân hơi kinh hãi, lập tức dùng phá vọng thần mâu nhìn về phía Mỹ Ly cung chủ, lập tức phát hiện một cổ mênh mông quang mang vọt tới, ống ánh chói mắt, khiến hai con ngươi hắn đều có chút đau nhức. Đây là chỉ có cổ ma đỉnh, thượng đế chi thủ cái kia gần với khai thiên phủ, tạo hóa ngọc điệp cấp bậc chí bảo, mới có thể mang đến cho hắn một cảm giác. Bản nguyên chi lực, tại trong nguyên tác, phóng nhãn vũ trụ, cũng là cấp cao nhất thiên tài địa bảo, có thể để vô số lão quái vật đánh vỡ đầu tranh đoạt cái chủng loại kia, đối tăng thực lực lên, sáng lập thế giới, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Mị Ly dĩ nhiên trực tiếp lấy bản nguyên chi lực ngưng kết mà thành một bộ phân thân, có thể nghĩ mà biết nàng có bản nguyên chi lực hạo đại đến mức nào. Nàng chân thân nhất định ở vào hấp thu bản nguyên chi lực trong quá trình, tại trong quá trình, không cách nào thức tỉnh, nhưng chuyện quá khẩn cấp, mới bất đắc dĩ lấy bản nguyên chi lực ngưng kết phân thân. Trong âm thanh của Phục Hy đều có chút kinh ngạc, nói, tiểu tử, ngươi cái này nho nhỏ hệ ngân hà tinh không huyền cung, có chút không tầm thường a, à. ngươi người sư tôn kia, còn có người cung chủ này, đều tuyệt không phải người thường. Nàng trong cung điện, nhất định cất giấu thiên đại bí mật. Tiểu tử, ngươi có dám hay không liều một phát, đây là cơ duyên to lớn. Tô Vân sửng sốt một chút, liều một phát, là để hắn tìm nhập bị ly trong cung điện, thừa dịp nàng bế quan trạng thái không thể thức tỉnh, đi trộn lấy bản nguyên chi lực ư. Đây đúng là cơ duyên to lớn. Hắn sơn hà thế giới đột phá đến trung thiên thế giới phía sau, chỉ dựa vào hấp thu tinh thần chi lực, tiến bộ đã quá mức chậm chạp, sau lưng hắn lại không có thế lực cường đại ủng hộ, muốn nhanh chóng ngưng tụ ra một nhóm hung thú cường đại, dị thú, quả thực khó như lên trời. Nhưng nếu như có thể hấp thu đến to lớn bản nguyên chi lực lời nói. Lúc này, Thanh Y bình thản nói, tiểu hỗn trướng, cho bản tôn xanh trở lại y phục điện đi, chờ ta làm xong việc lại đến tính sổ với ngươi. Dứt lời, nàng liền hướng về phương xa bay đi, nháy mắt biến mất tại ánh mắt mọi người bên trong. Nàng cũng không tin, đi qua lần này, tô vân còn dám náo ra cái đại sự gì tới tô vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu coi thường chấp pháp tôn giả muốn ăn ánh mắt của hắn quay người hướng về thanh y cung bay đi vô số huyền cung cường giả nhìn bóng lưng tô vân cảm thấy thật lâu không thể yên lặng vừa mới gia nhập huyền cung liền xông vào bắc đế cung đại khai sát giới còn chém giết một tên đệ tử chấp pháp lại còn có thể nghênh ngang rời đi lúc này tô vân âm thanh đột nhiên từ xa không truyền đến cái kia chấp pháp lão gia hỏa đệ tử ngươi cho ta chờ lấy không muốn đi đường ban đêm biết không tất cả mọi người lập tức cứng đờ. Chấp pháp tôn giả tức giận thân thể đều đang run rẩy, sắc mặt tím xanh, kém chút không xông đi lên đem Tô Vân xé xác, quá càng rỡ, dĩ nhiên như vậy công khai cảnh cáo đệ tử của hắn. Sư Tôn nguôi giận, còn có hai ngày hắn liền muốn cùng bắt đế bên trên sinh tử đài, không cần cùng một người chết tính toán. Khí độ bất phàm thanh niên nói. Hắn chính là huyền cung thần trên bản thứ 56 tên yêu nghiệt thiên kiêu, Pháp Đồng. Nhưng còn có một cái không vì ngoại nhân chỗ biết thân phận, chính là chấp pháp tôn giả cùng một cái huyền trong lao bị giam giữ ngoại tộc nữ tử con riêng tại hắn sinh hạ tới phía sau cái kia ngoại tộc nữ tử liền bị chấp pháp tôn giả xử tử cảnh giới càng cao muốn sinh hạ dòng dõi liền càng khó chấp pháp tôn giả già mới có con nguyên cớ đối pháp đồng cực kỳ cưng chiều dùng vô tận tài nguyên đem tư chất phổ thông hắn miễn cưỡng đắp lên đến chân thân đỉnh phong vì để cho hắn có một cái tốt tiền đồ thậm chí không tiếc để hắn đi theo bắt hoang gia nhập mị ly trận doanh bên trong ta đã hướng cung chủ sinh một năm sau để ngươi đi theo Bắc Hoang tiến về tổng bộ tham gia đại bỉ, ngươi phải thật tốt chuẩn bị, không muốn lãng phí cơ hội lần này. Chấp pháp tôn giả đối pháp đồng nói, trong mắt mang theo cưng chiều, nói, chuyện còn lại, sư tôn đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Hắn đã hao phí cả đời tích xúc, đã thông tổng bộ quan hệ, sẽ có người chiếu cố pháp đồng. Đa tạ cha. Sư tôn. Pháp đồng trong thanh âm mang theo cuồng hỉ, ánh mắt hướng về. Tinh không huyền cung tổng bộ A. Đây chính là vũ trụ mênh mông bên trong chí cao thánh địa một trong, ẩn chứa vô cùng vô tận cơ duyên, dù cho là phụ thân hắn cái này cấp bậc, không cho phép, cũng không thể tùy tiện đi vào. Nơi đó tồn tại vùng vũ trụ này bên trong, đỉnh phong nhất cường giả, lấy thực lực của hắn, nếu như có thể bị một cái nào đó cường giả trúng ý, dù cho là ký danh đệ tử, lưu tại trong tổng bộ, vậy cũng là nhất đẳng cơ duyên. Pháp Nguyên Minh Trắng, phụ thân khẳng định đã làm hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy, chỉ cần hắn thành thành thật thật đi xuống là được rồi. Bao nhiêu thiên kiêu cuối cùng cả đời, cũng không chiếm được loại này lên như diều gặp gió cơ hội. Chương 336, làm người mê muội. Sau đó điệu thấp một chút, không muốn can thiệp vào. Chấp pháp thiên tôn cưng chiều nói, như là tô vân loại này yêu nghiệt người điên, liền để bắt hoang đi ứng đối, ngươi liền trốn ở phía sau. Nhất định phải nhớ kỹ, bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt, đều chết tại vùng dậy trên đường, súng bắn chim đầu đàn, chỉ có sống đến cuối cùng, mới thật sự là cường giả, cha ngươi. Sư tôn năm đó ta cũng không phải cái gì đỉnh phong yêu nghiệt, nhưng ta sống đến cuối cùng sư tôn, đệ tử minh bạch. Phát đồng ngoài miệng nói lấy, nhưng trong lòng 10 điểm xem thường, lấy thực lực của hắn, tăng thêm phụ thân cho đủ loại phương pháp bảo vệ tính mạng, trừ phi chọc tứ đế loại này cấp bậc yêu nghiệt, bằng không liền là vẫn tin cấp cường giả cũng không có khả năng cầm hắn như thế nào. Nhưng loại này cấp bậc yêu nghiệt, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc, liền là trêu chọc tới, cũng tự nhiên có phụ thân đi giải quyết. Những năm này, đều là dạng này tới. Chấp pháp tôn giả tự nhiên cũng có thể nhìn ra như tử bảo bối ý nghĩ trong lòng, biết hắn không nghe lọt tai khuyến cáo của mình, bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, bay khỏi tại chỗ. Các loại đi đến tổng bộ, thấy được cái kia thật đang đứng ở vũ trụ đỉnh phong chỗ to lớn cảnh tượng, cũng liền có thể sang bằng tính tình của hắn. Chấp pháp tôn giả cùng Mỹ Ly cung chủ rời đi về sau, vô số cường giả cũng mỗi người thu lại thần thức, bắt đế cung bên trong máu tươi cùng đoạn chi cũng rất nhanh bị quét dọn sạch sẽ, chỉ là mấy chục tôn thường thường không có gì lạ thiên thần mà thôi, nếu như không phải bởi vì là tại bắt đế cung, loại người này liền là chết đến mấy trăm tôn, tại tinh không huyền cung cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió tiêu. Phục Hy, ta quyết định, cầu phú quý trong nguy hiểm. Trên đường phi hành, Tô Vân đột nhiên ẩn nấp thân hình, hướng về huyền cung chỗ sâu bay đi. Tính cách của hắn, cho tới bây giờ không phải người chịu thua thiệt, bị cái này mị ly cung chủ áp chế nhiều lần, không làm nàng một đợt, hắn ra không được cảm thấy khẩu khí này. Quân tử báo thù, một ngày đều không thể chậm. Ha ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi, tuyệt sẽ không để qua cơ hội tốt như vậy. Phục Hy cười to nói, bản tôn nơi này có một môn che giấu khí tức, biến đổi thân hình bí pháp, liền là hàng tinh cảnh cường giả, chỉ cần không đặc biệt khóa chặt ngươi, cũng không có khả năng phát hiện ngươi. Dứt lời, một môn bí pháp thần thông liền thông qua ngọc điệp truyền vào trong đầu Tô Vân. Đây là một môn chủ đánh che giấu khí tức thần thông, cũng không phải cực kỳ khó hiểu, tại tạo hóa ngọc điệp gia trì xuống, còn có phục hy hướng dẫn, Tô Vân rất nhanh liền đem môn thần thông này tu luyện tới đại viên mãn tình trạng. Không thể không nói, phục hy không hổ là viễn cổ ý lam tinh cấp cao nhất thần linh một trong, tùy tiện lấy ra một môn thần thông, liền cực kỳ nghịch thiên. Môn thần thông này chẳng những có thể lấy che giấu khí tức, hơn nữa có thể chuyển đổi thành kiến qua người thân hình, liền linh hồn khí tức đều có thể bắt chước bảy tám phần, đồng thời đem thi triển thần thông, đều trực tiếp chuyển đổi tới. Đương nhiên, chỉ có thể bắt chước thực lực không vượt qua bản thân phạm trù người, lấy Tô Vân thực lực, cũng nhiều nhất có thể bắt chước chân thần sẽ chấm dứt. Tuyệt đối là một môn giết người cướp của, nhìn trộm tắm rửa vô địch thần thông nếu là biến thành một cái nào đó tuyệt sắc nữ thần tỉ muội thậm chí là đạo lữ lời nói. Tô Vân trong lòng tự nói một tiếng. Rất nhanh, hắn đi ngang qua bắc đế cung thời gian, liền bắt trước bên trong một cái chân thần bộ dáng cùng khí tức, ngoại hình biến thành một cái bụng vệ chồng râu dài, khuôn mặt tàn nhẫn, khóe mắt còn có một đạo vết đao. Tô Vân lấy ra tấm kính nhìn một chút, liền loại kia ngoan lệ ánh mắt, dĩ nhiên đều bắt trước đi ra. Hơn nữa trong lòng, tự động mô phỏng ra vừa mới nhìn thấy, ra tay với hắn đại đao thần thông. Thần thông thật cường đại. Tô Vân tháng phục một tiếng. Cái kia nhất định, lấy bản tôn cảnh giới, loại này tiểu thần thông, phất tay liền một nắm lớn. Phục Hy dương dương đắc ý, cuối cùng tại tiểu tử này trước mặt tìm về một điểm mặt mũi. Không bao lâu, Tô Vân liền lặng lẽ yên lặng đi tới tinh không huyền cung chỗ sâu, xa xa liền có thể nhìn thấy tinh không điện ba cái màu vàng tím chữ lớn, chiếu sáng rạng rỡ, như ba khỏa to lớn tinh thần treo lơ lửng giữa trời, ẩn chứa vô tận ảo diệu, vừa nhìn liền biết đến từ đáng sợ cường giả trong tay. Cung điện bên ngoài, cũng không có cái gì thị vệ dò xét, có lẽ là mỹ ly tự tin a, à, cuối cùng phóng nhãn toàn bộ hệ ngân hà, ai dám tìm nhập nàng cung điện, đó chính là tự tìm cái chết. Hoặc là sợ hãi người khác phát hiện nàng bí mật gì. Dù sao Tô Vân cực kỳ thuận lợi liền tìm nhập trong cung điện, trên đường ngược lại có thể cảm nhận được không chỉ một cổ khí tức kinh khủng, tinh không trong điện chí ít tồn tại năm tôn trở lên hàng tinh cảnh cường giả, vẫn tinh cảnh cường giả chí ít tại 20 tôn trở lên. Đồng thời mỗi một cái tiểu điện đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ trận văn. Mỗi một cái đều xa xa so thiên linh tộc hộ tộc đại trận cường đại không biết bao nhiêu. Có thể nói, liền là hàng tinh cảnh cường giả tìm nhập, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Vân ỷ vào phá vọng thần mâu, ăn thêm phục hy chỉ điểm, cực kỳ thuận lợi tránh thoát những cường giả này cùng trận văn, sau một canh giờ, liền đi tới cung điện chỗ sâu nhất. Đó là một tòa tĩnh mịch sơn nhỏ, từ xa nhìn lại, Tô Vân liền có thể nhìn thấy to lớn ngập trời khí vận, cùng cái kia một cổ chói mắt thần mang. Vừa mới nữ nhân kia liền ở đó. Phục Hy nói: không cần phục hy nhiều lời, Tô Vân liền đã tìm nhập trong sân nhỏ, rất nhanh phát hiện trong đó có động thiên khác. Khu nhà nhỏ này, dĩ nhiên là một cái độc lập tiểu động thiên, trong đó màu hồng trùng điệp, bóng tối thơm ngát, đúng là để Tô Vân mê say trong nháy mắt, cảm thấy sinh ra đủ loại huyễn tưởng, từng vị dáng người nóng bỏng mỹ nữ lắc lắc thân thể, banh thanh yến ngữ, hướng về Tô Vân vọt tới. Tạo hóa ngọc điệp hơi chấn động một chút, tràn ngập ra một trận thanh quang, mới để Tô Vân thần thức theo huyễn cảnh bên trong thoát khỏi mà ra. Tiểu tử, ngươi người cung chủ này lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Phục Hy âm thanh biến đến có chút ngưng trọng lên, bởi vì hắn vừa mới cũng tính toán đánh thức Tô Vân, lại không cách nào thành công. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn chỉ là một vòng thần hồn, bất quá cái này cũng đủ để nhìn ra mị ly cung chủ cường đại, ở vào trong tu luyện, một chút khí tức vậy mà liền có thể để Tô Vân lâm vào huyễn cảnh bên trong, không cách nào tự kềm chế. Tô Vân cũng là gật gật đầu, sau lưng đều kinh ra một chút mồ hôi lạnh, hắn vừa mới dĩ nhiên tìm thức chỗ sâu, sinh ra chính mình về tới kiếp trước ý nghĩ, hơn nữa không có chút nào hoài nghi. Phải biết, hắn tu hành cửu chuyển huyền nguyên công cùng thần ma kinh, đều là có thể tập luyện thần hồn cấp cao nhất kinh văn, liền là hàng tinh cảnh cường giả, cũng đừng hòng ảnh hưởng đến ý thức của hắn. Khó trách có thể cùng thanh y lẫn nhau giằng co, quả nhiên là cái biến thái cường giả. Lai lịch của nữ nhân này, rất không bình thường. Trong âm thanh của Phục Hy mang theo nghi hoặc, cảm giác loại thần thông này có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời lại có chút không nhớ nổi. Tô Vân tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh thông qua một mảnh nồng đậm màu hồng sương mù dày đặc, lần này, có tạo hóa ngọc điệp thanh quan che chở, màu hồng sương mù dày đặc cũng không cách nào để hắn xuất hiện ảo giác. Cũng khó trách Mỹ Ly tự tin như vậy, sân liền một cường giả thủ vệ đều không, vẻn vẹn là mảnh này sương mù dày đặc, liền có thể để hàng tinh cảnh giới vô thượng cường giả chung bước. Đột nhiên, rù rì nước chảy âm thanh truyền vào trong tai. Tô Vân hướng phía trước nhìn tới, lập tức ngây dại. Hoặc sắc sinh hương, trắng nõn một mảnh, làm người mê muội. Chương 337, ăn trộm phía trước, là một cái màu trắng mờ, đường kính bất quá 10 mét hồ nhỏ. Mà trong hồ nhỏ, Mỹ Ly không đến sợi vải, ngâm tại trong hồ nhỏ, dù cho nhắm mắt, mặt không biểu tình, lại cũng cho người một loại vô hạn mị hoặc cảm giác. Tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, khuynh tuyệt thiên hạ, mềm mại đáng yêu sinh dáng dấp, tuyết trắng như ngà voi. Hắn trên da thịt, dĩ nhiên tràn ngập một tầng bạch quan nhàn nhạt, khiến Mỹ Ly tại diễm tuyệt thiên hạ bên trong, lại tăng thêm vào một tầng thánh khiết cảm giác. Tô Vân dưới bụng đột nhiên dâng lên một cổ hỏa diễm đây là bản nguyên chi hồ ta thiên phục hy rung động âm thanh đột nhiên vang lên cắt ngang ý nghĩ của tô vân bản nguyên chi hồ tô vân con ngươi đột nhiên kịch liệt co vào cảm thấy chấn động trong nguyên tác nhân vật chính diệp lăng tại hậu kỳ cũng nhận được qua bản nguyên chi hồ bất quá chỉ có 2 mét đường kính lớn nhỏ nhưng cũng cơ hồ đưa tới mấy cái đỉnh tiêm thế lực cường giả điên cuồng đuổi giết có thể nghĩ mà biết bản nguyên chi hồ có biết bao nghịch thiên căn cứ tô vân chỗ biết tinh không huyền cung trong tổng bộ cũng có bản nguyên chi hồ nhưng nghe nói cũng chỉ có 20 mét đường kính lớn nhỏ. Cũng đừng quên, tinh không huyền cung tổng bộ bản nguyên chi hồ, là thuộc về vô số cường giả tổng cộng có. Mà cái này 10 mét lớn nhỏ bản nguyên chi hồ, cũng là mị ly đơn độc sử dụng. Tiểu tử, ta biết cái này mị ly cung chủ lai lịch. Thanh âm phục hy sợ hải tháng phục, nàng là bản nguyên vũ trụ dựng dục ra tinh không chi linh, lấy cái này bản nguyên chi hồ lớn nhỏ, nàng ít nhất dựng dục trăm vạn cái kỷ nguyên lâu dài mới xuất thế A. Quả thực là nghịch thiên tồn tại. Phục hy kinh thán không thôi, lấy kiến thức của hắn, sống vô tận tuế nguyệt, đều như vậy chấn động, có thể nghĩ mà biết mị ly lai lịch kinh người đến mức nào. Phải biết tinh không huyền cung tổng bộ cái kia một tòa bản nguyên chi hồ, là một tôn vô thượng đế tôn cấp bậc tinh không chi linh dựng dục vô tận tuế nguyệt vũ trụ chí bảo, bị huyền cung thủy tổ chém giết cửu tử nhất sinh chém giết phía sau, mới lấy được. Nếu là bị trong vũ trụ những lão bất tử kia biết lai lịch của nàng, e rằng toàn bộ vũ trụ đều muốn điên cuồng lên. Phục Hy cảm thán nói, ta bắt đầu nghi hoặc ngươi vị sư tôn kia là lai lịch gì, dĩ nhiên có thể cùng một tôn như vậy nghịch thiên tinh không chi linh cùng thời đại chống lại, hơn nữa hình như còn chiếm căn cứ lợi thế. Tô Vân trầm mặc trong lòng yên lặng nói, đây chính là sau đó có thể lấy sức một mình giết vào tinh không huyền cung tổng bộ tồn tại, có thể không nghịch thiên ư. Tiểu tử, ta đều có chút thèm muốn ngươi khí vận. Phục Hy ê ẩm nói, cái này 10 mét lớn nhỏ bản nguyên chi hồ, tuyệt đối là liền hắn bản tôn đều muốn động tâm vô thượng chí bảo, đối tu luyện có vô tận chỗ tốt. Hơn nữa có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất bản nguyên chi lực, Mười mét lớn nhỏ bản nguyên chi hồ, hàng năm sinh sản ra bản nguyên chi lực, có thể sánh ngang nửa cái tinh không huyền cung một năm chỗ đến. Nàng đang đứng ở đột phá cảnh giới mấu chốt bước ngoặt, không thể phân thần, ngươi chỉ cần không chạm đến thân thể của nàng, liền sẽ không đem nàng bừng tỉnh. Phục Hy mang theo mê hoặc tính nói. Thiên đại cơ duyên ngay tại trước mặt. Hoặc là ngươi có thể chỉ lấy đi một chút bản nguyên chi lực, nếu như ngươi liền thỏa mãn với đó lời nói. Tô Vân trầm mặt một chút. Nữ nhân này, tại trước mắt tuyệt đối là một ngón tay liền có thể đem hắn đâm chết tồn tại đem nàng đánh thức lời nói tuyệt đối là thập tử vô sinh ta còn sợ ngươi nữ nhân tô vân hít sâu một hơi thiên đại cơ duyên ngay tại trước mặt thiên cho không lấy phản chịu tội nếu như tại bình thường loại này nghịch thiên cơ duyên căn bản không tới phiên hắn lúc này lấy hắn đại viên mãn không gian phát tắc chỉ cần phát hiện nữ nhân này có một điểm tỉnh lại dấu hiệu thuận lợi chạy về thanh y cung vấn đề không lớn tô vân ngừng thở thi triển hỗn độn chi lực thận trọng đem mị ly thân thể bao trùm, trong quá trình, nháy mắt một cái không nháy nhìn xem. Nhìn thấy mị ly cũng không có dấu hiệu thức tỉnh phía sau, thở dài ra một hơi, lập tức đè xuống bụng dưới ở giữa dân lên hỏa diễm, thận trọng đem mang lên giữa không trung. Đến lúc nào rồi, sao có thể bị nửa người dưới ảnh hưởng, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ rút đau. Tiểu tử, tranh thủ thời gian, nữ nhân này lúc nào cũng có thể sẽ đột phá hoàn thành tỉnh lại. Tự hồ là tịch mịch cô đơn quá lâu, phục hy dường như đều bị nhiễm trùng, khẩn trương âm thanh đều đang rung rẩy. Tô Vân không chút do dự, lập tức triệu hồi ra sơn hà thế giới, lấy khai thiên phủ cắt chém mặt đất, rất mau đem toàn bộ bản nguyên chi hồ di chuyển vào sơn hà thế giới bên trong. Nơi này mặt đất tự hồ là bởi vì bị bản nguyên chi hồ nhụn dần thật lâu duyên cớ, dĩ nhiên kiên cố như thần thiết, may mắn có khai thiên phủ, bằng không muốn cắt chém đi ra, liền là hàng tinh cảnh cường giả cũng cực kỳ khó thời gian ngắn hoàn thành. Hô! Đem bản nguyên chi hồ di chuyển vào sơn hà thế giới phía sau, Tô Vân thở dài ra một hơi, hoàn thành, đúng lúc này, hắn đột nhiên toàn thân kéo căng, cảm nhận được một cổ hơi lạnh thấu xương. ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Mị Ly hai con ngươi dĩ nhiên mở ra một đầu tuyến, ngay tại nhìn chồng chọc vào hắn. Chỉ một thoáng, một cổ đáng sợ hàng ý nháy mắt theo góc chân lao thẳng tới đỉnh đầu. Tiểu tử, chạy mau, bản nguyên chi hồ chính là cái tinh không này chi linh sen lẫn đồ vật, người đem cắt chém chuyển dời đến một cái thế giới khác phía sau, tâm nàng có nhận thấy, chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Phục Hy nhanh chóng nói. Kỳ thực không cần hắn nói, Tô Vân liền trực tiếp nâng lên đại đao, chém ra một đạo vết nứt không gian, trực tiếp chui vào trong đó, theo lúc tới con đường, một đường xuyên qua không gian, rất nhanh liền bay ra tinh không điện. Lập tức cô Vân biến trở về dáng dấp ban đầu, trực tiếp lấy không gian pháp tắc về tới thanh y cung phía dưới, mới thở dài ra một hơi. Hiện tại hồi tưởng lại mị ly cái kia vô ý thức ánh mắt, đều là lòng còn sợ hãi, quá đáng sợ. Oanh! Đột nhiên, một cổ mênh mông tuyết trắng thần quang xông thẳng đỉnh tinh không. Sau một khắc, liền có một cổ đáng sợ thần thức tràn ngập tới toàn bộ tinh không huyền cung, điên cuồng càng quét lên. Vù vù. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lại, cũng chỉ gặp một cái tuyết trắng đại thủ theo tinh không trong điện duỗi ra, che khuất bầu trời, cơ hồ cùng tinh không đồng dạng lớn nhỏ, đáng sợ khí tức, dù cho cách nhau không biết bao nhiêu năm ánh sáng, Tô Vân đều cơ hồ ngạt thở. Nữ nhân này thực lực, đáng sợ quả thực không cách nào tưởng tượng. Nữ nhân này, cách đế tôn cảnh giới đều không xa a, à, phục hy sợ hải tháng phục, nho nhỏ một cái hệ ngân hà, dĩ nhiên có được loại này cấp bậc cường giả. Oanh! Tuyết trắng đại thủ đột nhiên đem bắt đế cung áp sụp ra, trong đó trận văn không cách nào ngăn cản nàng một chút, sau một khắc, một cái bụng vệ chồng râu dài nam nhân liền bị bắt bỏ vào tinh không trong điện. Không bao lâu, liền nghe đến một tiếng nổi giận trống to, chồng râu dài nam tử trực tiếp bị quăng vào trong tinh không, chém thành muôn mảnh, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Là ai? Mỹ Ly từ tinh không trong điện đi ra, hai con ngươi như hai ngôi sao, hình như lâm vào nổi giận điên cuồng chi cảnh, tiện tay đem tinh không trong điện một tôn hàng tinh cảnh lão giả tóm lấy, nhìn chăm chú hắn, hàng giọng nói, phải ngươi hay không? Cung chủ, thuộc hạ đang tu luyện, cái gì cũng không biết a, à, lão giả toàn thân lông tơ dựng thẳng, kinh hải muốn chết, thân là hàng tinh cảnh cường giả, lại từ cung chủ trên mình cảm nhận được một cổ không thể ngăn cản khí tức. Hắn ngửi thấy một cổ khí tức tử vong. Chương 338, sinh tử đài. Ầm. Mỹ Ly tiện tay vung lên, lão giả trực tiếp bị đánh nổ thành huyết vụ đầy trời, danh xưng đoạn chi nhưng trùng sinh, thọ nguyên bất diệt hàng tinh cảnh dưới tay nàng, như sâu kiến, liền phục sinh cơ hội đều không. Mị Ly ánh mắt bốn phía tảo động, tinh không trong điện cường giả bị nàng giết một tôn lại một tôn, tựa hồ là hoài nghi trong đó có nội gian, huyết vụ bay tán loạn. Sư tôn là đệ tử a, lúc này liền tiến vào bế quan bên trong bắc hoang đều bị bừng tỉnh, vội vàng chạy ra tinh không điện, đột phá đến một nửa vẫn tinh cảnh đều bị cắt đứt. Mị Ly bàn tay cách hắn tráng chỉ có một tấc, phải ngươi hay không? Thanh âm mị ly khàn giọng, sát khí ngập trời. Sư tôn, đệ tử không rõ ngài tại nói cái gì. Thanh âm bắc hoang đang run sợ, tại mị ly trước mặt, nơi nào còn có nửa điểm đế uy đáng nói. Mị ly lạnh lùng nhìn hắn thật lâu, lập tức thu tay lại, quay người bay về phía tinh không điện bên ngoài. Một ngày này, cũng không biết bao nhiêu huyền cung cường giả bị giết, nghe nói liền cái khác cái khác vũ trụ đỉnh tim thế lực nội gian, đều bị mị ly bắt được không chỉ 20 vị, giết huyền cung máu chảy thành sông. Cuối cùng, Mị Ly phủ xuống tại phía trên thanh y cung, xuyên thấu qua cung điện, lạnh lùng nhìn chăm chú Tô Vân, trên mình sát khí quấn, cung trang bên trên còn có không chỉ một loại màu sắc máu tươi, cũng không biết là giết cái nào chủng tộc cường giả. Tô Vân sắc mặt lạnh giá nhìn thương khung, dù cho cảm thấy không yên, cũng phải làm ra cùng bình thường độc nhất vô nhị dáng dấp. Hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng ở phục hy thần thông đầy đủ ra sức, không bị lúc ấy không khôi phục ý thức Mị Ly phát hiện. Mị Ly, ngươi sắp điên, liền đến địa phương khác điên. Thanh y từ thương khung trở về, cùng mị ly giằng co, ánh mắt lạnh giá. Thanh y, việc này cùng ngươi có quan hệ hay không? Thanh âm mị ly khàn giọng, nhìn chồng chọc vào thanh y hai mắt. Có không quan hệ lại như thế nào, muốn một trận chiến, bản tôn phụng bồi. Thanh y không chút nào hạ xuống thế bất lợi. Cuối cùng, mị ly cũng không có xuất thủ, mà là bay ra tinh không huyền cung, cũng không biết lại đi nơi nào tìm kiếm đi. Tinh không huyền cung phụ cận nhiều đại thế lực, đại tộc nhóm, chỉ sợ là phải gặp tai ương. Bà lão này nương điên rồi, may mắn chạy nhanh. Tô Vân lau một vệt mồ hôi lạnh. Đây cũng không phải là đoạt thức ăn trước miệng cọp, đây là chạy đến miệng cọp chơi một vòng mới ra ngoài. Nếu là lúc ấy Mị Ly tỉnh lại, Phỏng Chừng liền là Thanh Y đều cứu không được hắn. Bà lão này nương. Tiếp qua chút ít năm, hắn cần phải để nàng quỳ dưới đất ca chinh phục không thể. Tiểu tử, dọa sợ a, à, Phục hy cười nói. Bình thường tiểu tử này đều là lạnh nhạt vô tình, sát phạt quyết đoán, nhưng khó được nhìn thấy tiểu tử này thấp thỏm bộ dáng. Nữ nhân này phóng nhãn thiên hạ đều là cấp cao nhất cường giả, khoảng cách đỉnh phong nhất cũng cách chỉ một bước. Liền là tại Tinh Không Chi Linh bên trong, có thể có bản nguyên chi hồ sen lẫn, cũng là số rất ít, là tinh không chi linh quan trọng nhất bảo vật, đổi ai cũng đến điên. Tô Vân cười cười không nói lời nào, đang muốn xem xét một thoáng sơn hà thế giới bên trong bản nguyên chi hồ, lúc này, thanh y âm thanh lạnh giá truyền đến, tiểu tử, có phải là ngươi làm hay không? Tô Vân một mặt mê mang nói, sư Tôn, đệ tử một mực ngoan ngoãn ở tại Thanh Y cung bên trong a. Thôi, có thể để tiện nhân này phát điên thành dạng này liền là thật là ngươi làm, ta còn đến ban thưởng ngươi. Thanh y đột nhiên cười, một mực lạnh giá phổ thông gương mặt, dĩ nhiên cho Tô Vân một loại kinh diễn cảm giác, có một loại đặc biệt mị lực. Không thích hợp, cực kỳ không thích hợp, ta có như vậy bụng đói ăn quàng ư. Tô Vân trong lòng lẩm bẩm một tiếng, Thanh y mạnh tuy mạnh, nhưng dáng dấp chính xác đồng dạng, thường thường không có gì lạ, hắn tại úy lam tinh bên trong tùy tiện một cái thị nữ, đều so Thanh y xinh đẹp không biết bao nhiêu lần. Loại nữ nhân này, bình thường hắn nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Tiểu tử, tiện nhân kia phỏng chừng còn điên cuồng hơn hai ngày, hai ngày này ngươi nơi nào cũng không cần đi, bằng không ta cũng bảo đảm không được an toàn của ngươi. Thanh y nói, vừa vặn hai ngày này, ta cũng tận một thoáng sư tôn trách nhiệm, dù sao cũng là ta lần đầu tiên thu đồ, ngươi chết ta liền không cơ hội. Thanh y hình như vẫn như cũ nhận định, Tô Vân không phải bắt hoang đối thủ, cuối cùng khoảng cách thật sự là quá lớn, Tô Vân tuy là có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng bắt hoang cũng là có thể vượt cấp chiến đấu loại kia yêu nghiệt. Tô Vân muốn chiến thắng hắn, khó như lên trời cụ khụ, sư tôn, còn có dạng này nguyền rủa đệ tử. Tô Vân bất đắc dĩ, người sư tôn này nói chuyện cũng quá thẳng, có thể nói một đời thẳng nữ. Trưởng thành đến đồng dạng, nói chuyện còn như thế độc, rất dễ dàng không gã ra được được không? Tất nhiên lời này Tô Vân cũng chỉ dám ở cảm thấy nói một chút. Thanh y liếc Tô Vân một chút, thản nhiên nói, bất nói nhiều lời, ta nhìn ngươi nắm giữ mấy loại phát tắc, lại vừa mới đột phá đến thiên thần không lâu, lẫn nhau ở giữa còn không cách nào dung hội quán thông, một kiếm này nhìn kỹ. Không thể không nói, vị sư tôn này chẳng những thực lực mạnh mẽ khủng bố ánh mắt cũng là cực kỳ sắc bén liếc mắt liền nhìn ra tô vân đủ loại khuyết điểm liền là nắm giữ thần thông quá nhiều quá tạp một thân thực lực cũng quá mức phức tạp không đủ tinh giản tại thanh y chỉ điểm tô vân thực lực cũng là đang nhanh chóng tăng lên đem một thân thần thông dung hội quán thông lên cái ngộ tính này quá mức nghịch thiên không biết thanh y cũng là tại chấn động cực độ dưới tình huống vượt qua hai ngày sau một tiếng oanh minh vang vọng huyền cung một tòa vô cùng mênh mông hai màu trắng đen sinh tử đài, theo trên tinh không rơi xuống, sừng sững tại huyền cung bên trên, cuồn cuộn mùi máu tươi theo trên đó lan tràn ra. Hắn cũng không biết tồn tại bao nhiêu tuế nguyệt, tràn ngập tan thương cảm giác, vỡ vụn cảnh góc, lại vẫn có huyết dịch tàn cốt tại chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập cường đại sinh cơ, cũng không biết hắn khi còn sống cường đại đến bực nào tình trạng. Vô số cường giả đồng thời tỉnh lại, đưa ánh mắt về phía sinh tử đài. Mỹ Ly cung chủ cùng thanh y đệ tử quyết đấu, ai cũng không cách nào coi nhẹ, càng chưa nói bắc hoang chính là tứ đế bên trong khiêm tốn nhất một vị, cực ít xuất thủ, vô cùng thần bí. Vù vù. Lúc này, một cổ đáng sợ ba động truyền đến, chỉ thấy bắc hoang đi ra cơ hồ thành một vùng phế tích tinh không điện, toàn thân chảy xuôi kim quang, long hành hổ bộ, trong lúc hành tẩu kèm theo dị tượng, như một viên sao băng, trùng điệp đáp xuống trên sinh tử đài, khiến to lớn sinh tử đài đều là hơi chấn động một chút. Vẫn tinh cảnh. Lập tức, nhiều huyền cung cường giả, thiên kiêu hít một hơi lãnh khí. Còn trẻ như vậy tinh không cảnh cường giả. Căn cứ bọn hắn chỗ biết, tứ đế bên trong, còn không đột phá tới vẫn tinh cảnh. Bác Hoang rất có thể là cái thứ nhất, thậm chí là hệ ngân hà thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái thứ nhất đột phá tới tinh không cảnh. Thế thì còn đánh như thế nào? Bác Hoang vốn là yêu nghiệt, chiến lực vô song, hiện tại còn đột phá tinh không cảnh. Gia Hỏa kia e rằng hù dọa tại thanh y cung bên trong không dám đi ra A. T.S. rất lâu không viết nhiều như vậy chữ, thật mệt, ô ô ô, cầu lễ vật cầu lễ vật, muốn ăn gà chân. Chương 339, phá vọng kiếm. Quá mạnh. Không biết bao nhiêu đệ tử tinh không huyền cung nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy thèm muốn cảm giác. Có thể gia nhập tinh không huyền cung, đặt ở nơi nào đều là thiên kiêu, từ nhỏ bị tán dương lấy lớn lên, nhưng sau khi đến tinh không huyền cung, mới hiểu được chính mình thật là ít ngồi đáy giếng. Tại huyền cung, chăm chỉ khắc khổ có thể tăng thực lực lên, nhưng mà có hạn. Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng loại kia, có người căn bản là không thế nào khắc khổ tu luyện, nhưng thực lực cùng đối pháp tắt cảm ngộ liền là phi tốc tăng lên, khả năng ngủ một giấc liền có thể đột phá một cái cảnh giới loại cảm giác đó. Viên quan nhỏ cách lớn đến trình độ nhất định phía sau, tiến vào huyền cung đệ tử không phải bị đã kích sinh ra tâm ma, liền là sẽ triệt để chết lặng, tiếp đó phóng bình tâm thái, nhận rõ chính mình cùng đỉnh phong nhất yêu nghiệt khoảng cách là không thể vượt qua, minh bạch chính mình là người bình thường, chỉ sẽ thèm muốn, mà sẽ không cầm chính mình đi cùng loại này thiên chi kiêu tử tương đối. Không đến 100 tuổi vẫn tinh cảnh, Loại này yêu nghiệt chi tư, từ trước đến giờ chỉ ở trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện. Vù vù. Đúng lúc này, thương không xé rách mở, Mị Ly cung chủ cùng một người trung niên nam tử đi ra hư không, khí thế đáng sợ khiến tinh thần vận chuyển quỷ tích đều lâm vào bất động trạng thái bên trong. Hấp dẫn người ta nhất chính là nam tử trung niên người mặc một thân áo bào màu tím, phía trên tràn ngập từng đạo quỷ tích huyền ảo, phản phất có vô tận tinh thần tại trong đó vận chuyển. Tinh thần phục, cung chủ nam tử bên người là tổng bộ tới cường giả. Lập tức có kiến thức rộng rãi đệ tử hô nhỏ một tiếng, trong mắt mang theo kinh hải. Tổng bộ tinh thần phục là phân chia đẳng cấp, phi thường nghiêm ngặt, ngôi sao màu tím phục tại tổng bộ, cũng thuộc về cao tầng hàng ngũ. Có đệ tử bổ sung một câu. Tộc ta bên trong có cường giả tại tổng bộ, nguyên cớ biết đến nhiều một ít. Nhất thời, chung quanh đệ tử hướng hắn quan tới ánh mắt hâm mộ. Có thể tại tinh không huyền cung tổng bộ ở lại, dù cho là thấp nhất cấp bậc, cũng có vô hạn quang minh tương lai. Bắc hoang chiến đấu, dĩ nhiên có thể để tổng bộ cường giả tới trước quan chiến ư. Nhiều đệ tử kinh tháng không thôi. Lúc này, có một vị tôn giả nói nhỏ, cái này một vị, hẳn là hoang tộc huyền hoang lão tổ, chính là tổng bộ phong hào thần quân, hẳn là biết được bắt hoang đột phá tới tinh không cảnh, cố ý theo tổng bộ chạy tới. Hoang tộc, cũng là 72 bộ tộc một trong A, tuy là so sánh tinh không huyền cung có một chút khoảng cách, nhưng cũng là ở vào vũ trụ đỉnh phong bộ tộc, nội tình cường đại không cách nào tưởng tượng. T. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người hít một hơi lãng khí. Tổng bộ phong hào thần quân, đây là so tinh không huyền cung phân bộ cung chủ cấp bậc còn muốn cao tồn tại. Mỹ ly cung chủ, cái kia cùng tộc ta vãn bối hẹn nhau sinh tử chiến tiểu bối đây, để hắn mau chạy ra đây. Huyền hoang thần quân bình tĩnh nói, bổn quân lần này chỉ là đi ngang qua, có sự việc cần giải quyết tại thân, không thể ở lâu. Hắn nhìn xem bắt hoang, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, trong tộc ra ưu tú như vậy con cháu, tăng thêm có chỉ điểm của hắn, tiến vào tổng bộ chỉ là vấn đề thời gian cũng có thể làm bộ tộc nhiều hơn nữa ra một vị thần quân, tại tinh không huyền cung tranh thủ nhiều một ít quyền lên tiếng cùng tài nguyên. Lời của hắn, liền như cùng bác hoang quyết đấu Tô Vân, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ đồng dạng. Bác hoang, bái kiến thần quân. Bác hoang hành lễ nói, sắc mặt không quan tâm hơn thua. Rất tốt, không kêu không gấp, tương lai thành tựu, tất nhiên còn muốn tại trên ta. Huyền hoang lão tổ cười to nói. Còn trẻ như vậy liền đạt tới tinh không cảnh, bản lão tổ năm đó cũng là tại 103 tuổi thời điểm mới đạt tới, như vậy thiên kiêu, tại tổng bộ cũng là cực độ hiếm thấy. Lời từ hắn bên trong, cô Vân hình như hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Hắn e rằng không có cơ hội đạt tới thành tựu của ngươi. Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh giá đột nhiên viễn không vang lên, chỉ thấy một đạo hỗn độn mang xuyên qua tinh không, nháy mắt xuất hiện tại trên sinh tử đài. Cô Vân rơi xuống sinh tử đài bên trên, đi qua ba ngày tu luyện, trong khí tức thu lại rất nhiều, giống như một tòa hùng hậu thâm viên đồng dạng bởi vì hắn lập tức liền muốn chết trong tay ta tô vân nhìn huyền thiên thần quân một chút âm thanh yên lặng mà lạnh nhạt biểu hiện sau so bắt hoang còn muốn càng yên lặng một cái tại nguyên tắc bên trong thường thường không có gì lạ thần quân mà thôi cũng không biết ở đâu trong một trận chiến sẽ chết tại nhân vật chính trên tay liền danh tự cũng không xứng có người qua đường a loại người này không đáng đến hắn xem trọng dù cho một chút t hắn làm sao dám dạng này cùng tổng bộ thần quân nói chuyện nhiều huyền cung đệ tử hít một hơi lãnh khí Bất quá ngẫm lại gia hỏa này liền cung chủ cũng dám khiêu khích, liền chấp pháp trưởng lão đều không có chút nào tôn trọng, cũng liền hiểu rõ. Dù sao đều phải chết, chẳng lẽ còn không cho phép trước khi chết cuối cùng điên cuồng ư? Thiên thần đỉnh phong tiểu gia hỏa. Huyền hoang thần quân khẽ trao mày, lập tức lắc đầu, lười đến nói thêm nửa một câu. Ngược lại Mỹ ly lông mày siết chặt, có chút bất ngờ, bởi vì Tô Vân mới vừa vặn đột phá thiên thần không lâu, bây giờ lại liền đạt tới thiên thần đỉnh phong, tốc độ tu luyện quả thực để thân là tinh không chi linh nàng, đều bị xa xa bỏ lại đằng sau. Có lẽ đây chính là có thể thông qua thí luyện đại trận thiên phú A. Đáng tiếc, dĩ nhiên bái thanh y vi sư, đã như vậy, cũng chỉ có thể để hắn chết đi. Lúc này, bác hoang bao quát nhìn xem Tô Vân, đột nhiên duỗi ra một ngón tay nói để ngươi sống lâu ba ngày, một chiêu giải quyết ngươi. Phách lối, cùng vọng, bá đạo, nhưng lại phản phất là như thế tự nhiên. Thân là huyền cung tứ đế, lại đột phá đến tinh không cảnh, bác hoang có tư cách nói loại lời này. Vù vù, một cái mênh mông kim mang, bỗng nhiên từ bắc hoang trên mình phát ra, giống như một khỏa cuồng cuộn đế tinh treo ở trên trời cao, ống ánh lóa mắt, khiến chân thần cường giả đều có chút mắt mở không ra. Đây là vẫn tinh cảnh ư. Có huyền cung tôn giả kinh hải nói, âm thanh đều đang rung rẩy loại thực lực này, đã siêu việt bọn hắn những cái này thế hệ trước cường giả. Hoang ấn. Bắc hoang khiên ra đại thủ, hai tay kết ấn, một tôn mênh mông đại ấn màu vàng ống từ trên tinh không ép xuống, vô cùng mênh mông từng đạo khí diễm màu vàng từ trên đó rủ xuống, ác ngôi sao đầy trời đều đang rung rẩy, thậm chí có tiểu hành tinh trực tiếp nổ tung. ầm ầm, đại ấn màu vàng ống so tinh thần còn muốn to lớn, phía trên giăng đầy từng đạo màu vàng đường vân, chất chứa vô tận huyền ảo, khiến hư hóa đại ấn màu vàng ống biến ngưng thực vô cùng, phản phất có thể ép vỡ vạn cổ chư thiên. sinh tử đài đều đang rung sợ, nát ra từng đạo vết nứt, khó có thể tưởng tượng bắc hoang một kích này lực lượng đáng sợ bao nhiêu. tôn sinh tử đài này vốn là phân bộ làm đệ tử chế tạo, bắc hoang thực lực hình như đã vượt ra khỏi cực hạn này dĩ nhiên có thể đem hoang ấn sử dụng đáo như thử trình độ. Huyền hoang thần quân ánh mắt sáng lên, vỗ tay tán thưởng, không hổ là trong tộc lão tổ đều tán dương không thôi thiên kiêu. Hoang ấn tại ta hoang tộc, chỉ là một đạo phổ thông thần thông, mỗi cái hoang tộc đều có thể tu luyện, nhưng hắn trưởng thành hạng mức cao nhất cũng gần như là vô hạn, theo phổ thông bên trong tu luyện ra không tầm thường, mới thật sự là yêu nghiệt. Xung quanh nhiều tin không huyền cung tôn giả nghe kinh hải muốn chết, cái này cũng chỉ là hoang tộc một đạo phổ thông thần thông, bị bắt hoang thi triển mà ra, dĩ nhiên cho bọn hắn một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Đột phá tới vẫn tinh cảnh bắt hoang, thực lực đến tột cùng đã khủng bố đến trình độ nào. Khó trách sẽ nói ra nhất kích tất sát loại lời này tới. Liền mị ly trong mắt cũng lóe ra một chút bất ngờ, hình như không nghĩ tới bắt hoang thực lực sẽ tăng vọt nhiều như vậy. Ngay tại tất cả mọi người cho là hoang ấn phía dưới Tô Vân hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm một cái yên lặng thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Phá vọng kiếm. Sau một khắc, một đạo thông thiên hỗn độn kiếm khí trực tiếp đem hoang ấn xé rách mở, nhắm thẳng vào mặt Bắc Hoang. Chương 340, thiết luật. Vẫn tinh cảnh, chỉ có chút thực lực này ư? Thanh âm Tô Vân yên lặng, lại cuồng hơn, càng ngạo, đồng thời ẩn chứa cuồn cuộn sát ý. Nhất thời, tại nơi trốn có não người bên trong một tiếng ong ong, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Cái này sao có thể? Huyền Hoàng thần quân thốt ra, trong con ngươi tràn ngập vẻ chấn động, một cái thiên thần đỉnh phong tiểu gia hỏa, làm sao có khả năng có đáng sợ như vậy thực lực. Phá vọng kiếm. Mị Ly nói nhỏ một tiếng, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hình như khơi gợi lên nào đó không tốt hồi ức. Tiểu tử này mới bái thanh y vi sư hai ngày thời gian, làm sao có khả năng học được thanh y thần thông? Huyền Hoang, Mị Ly không có nói cho ngươi biết, ta vị này đệ tử thông qua thí luyện đại trận ư? Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh giá vang lên, Huyền Hoang ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái cô gái mặc áo xanh ngay tại nhìn xem hắn, thanh y thần quân, ngươi lại còn tại trong tinh không huyền cung. Huyền Hoang thốt ra, trong con ngươi dĩ nhiên mang theo hồi hộp cảm giác. Thần quân. Chỉ một thoáng, giữa sân tất cả mọi người chấn động. Thanh Y vẫn còn có tầng này thân phận, nhưng đã đạt được tổng bộ Phong Hào Thần Quân thân phận, Thanh Y tại sao lại trở lại hệ Ngân Hà, ở tại tổng bộ, vô luận là tài nguyên, khí vận, vẫn có thể tiếp xúc đến nhân vật, đều xa xa không phải hệ Ngân Hà có thể so sánh được a. Các ngươi còn biết ta chính là Tinh Không Huyền Cung Phong Hào Thần Quân a. Thanh Y hình như trong lời nói có lời nói, lạnh lùng nhìn Huyền Hoang một chút, liền nhìn về phía Mỹ Ly, cười nói, bản tôn đều không nghĩ tới cái đệ tử này vậy mà tại trong vòng 2 ngày, đem ta tất cả mọi thứ đều học xong. Oanh! Lúc này, một tiếng oanh minh truyền đến, chỉ thấy bác hoang tiếp lấy phá vọng kiếm phía sau, liên tục về sau thụt lùi ba bước, nhìn xem Tô Vân không còn có loại kia xem thường thái độ, trầm giọng nói, ngươi vậy mà như thế cường đại, ngược lại bản đế xem thường ngươi. Hắn trong mắt hiện ra nghiêm túc thái độ, cuồng cuộn đế uy phát ra, như một khỏa đế tinh lâm thế, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Cái gì huyền cung tứ đế, vẫn tinh cảnh cũng bất quá như vậy, trong vòng ba chiêu, đem ngươi giải quyết. Tô Vân nói chuyện, ánh mắt hờ hững, thân thể như một chui kiếm bàn dết ra, dết chốc thần liên tràn ngập ra, đem đế tinh bao trùng tại trong đó. Thương khung ở giữa, càng là có một khỏa hỗn độn tinh thần hiện lên, so đế tinh to lớn không biết bao nhiêu. Vù vù. Không gian ba động, vặn vẹo thành một đoàn, hình như hóa thành một cái miệng khổng lồ, muốn đem bắt hoang miễn cưỡng thôn vệ vào trong đó. Dết, dết, dết. Thiên hoang chiến pháp. Sinh tử đài bên trên. Bắc Hoang hình như cảm nhận được vô cùng to lớn áp lực, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển hoang tộc đỉnh cấp thần thông, thôi động tinh không, muốn miễn cưỡng đem không gian đánh nổ mở. Dĩ nhiên lĩnh ngộ ba loại pháp tắc. Huyền Hoang thần quân kinh hải nói. Dĩ nhiên dung hội quán thông, tam đại pháp tắc toàn bộ dung nhập tại một kiếm này bên trong. Mị Ly chân mày nhíu chặt hơn, Tô Vân tiến bộ tốc độ khiến hắn đều kinh hải không thôi. Ba ngày phía trước, Tô Vân nhưng xa xa không đạt tới loại trình độ này. Yêu nghiệt. Thanh Y nhìn xem Tô Vân, cảm thấy đều là kinh thán không thôi, nàng thế nào đều không nghĩ tới, Tô Vân chẳng những đem kiếm đạo của nàng đều lĩnh ngộ, hơn nữa còn dung hội quán thông, sửa cũ thành mới, lĩnh ngộ ra thích hợp nhất chính mình kiếm đạo. Hỗn độn sát kiếm. Tô Vân thân thể hình như hóa thành một đạo hỗn độn lôi đình, bỗng nhiên vết ra, như dông tố, siêu việt liễu không ở giữa, trực tiếp đem đế tinh xuyên thủng. Phốc. Bắc Hoang thổ huyết, tóc tai bù xù, điên cuồng thụt lùi, trên ngực dĩ nhiên xuất hiện một đạo trước sau trong xúc động, đáng sợ hỗn độn sát khí tại trong đó tàn phá bốn phía. Thật là đáng sợ kiếm. Sắc mặt Bắc hoang trắng bệch, trong mắt triệt để bị kim quang bao trùm, đã không còn dám có chút lưu thủ, hoang đế thần quang. Vù vù. Sau một khắc, một cổ đáng sợ vô thượng đế uy, tràn ngập tinh không ở giữa, một đạo thông thiên triệt địa hư ảnh hiện lên ở sau lưng Bắc hoang, tràn ngập ra hào quang màu vàng đất, đem bắt hoang che chở tại trong đó. Vù vù, vù vù, vù vù hỗn động khí đánh vào trên đó, đều không thể lay động mảy may. Ha 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 ha, dĩ nhiên thức tỉnh tộc ta hoang đế huyết mạch, đây là mấy cái kỷ nguyên đều khó gặp thiên kiêu, có lẽ có hy vọng đạt tới hoang đế thành tựu. Huyền hoang thần quân ánh mắt cuồng hỉ, treo lên tâm triệt để để xuống. Hoang đế huyết mạch, ai có thế địch? Dĩ nhiên thức tỉnh đại đế huyết mạch. Thanh y mày nhíu lại gấp lên, lo lắng nhìn về phía Tô Vân. Một chiêu cuối cùng, giải quyết ngươi. Mà lúc này, thanh âm Tô Vân nổ vang, trong tay xuất hiện bàn cổ phủ, vô tận quan mang ngưng tụ, tam đại pháp tắc toàn bộ dung nhập trong đó. Khai thiên cửu thức, thức thứ nhất. Một tôn càng vô cùng mênh mông hư vô, hiện lên ở sau lưng Tô Vân, bàn cổ võ hồn, lại lần nữa hiển hóa, hình như chật ních toàn bộ tinh không, hoang đế hư ảnh ở trước mặt hắn, giống như một tên tiểu đệ đệ đồng dạng. Bàn cổ võ hồn cầm trong tay cự phủ, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cổ kia to lớn khí thế bàn bạc, lại làm cả tinh không huyền cung đều đang chấn động. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu đang bế quan yêu nghiệt, cường giả đều bị cổ khí tức này giật mình tỉnh lại, kinh hãi nhìn xem một màn này. Bàn cổ. Trong ngọc điệp, phục hy ánh mắt phức tạp, đã có hoài niệm, cũng có hồi hộp, lẩm bẩm, cái gì hoang đế, tại bàn cổ trước mặt, cũng dám hiện ra đế uy, quả thực là tự tìm cái chết. Chém. Tô Vân gầm thét, huy động khai thiên phủ, bàn cổ võ hồn như hình với bóng, khai thiên phủ rơi xuống, quanh một tiếng, hoang đế hư ảnh trực tiếp bị chém nổ tung. Phốc. Bắc Hoang toàn thân gân mạch huyết quản nổ tung, máu me đầm đìa, điên cuồng thổ huyết thụt lùi, trong mắt tràn ngập sợ hãi cảm giác, nơi nào còn có mảy may phía trước uy phong. Bắc Hoang dĩ nhiên thua. Toàn bộ Tinh Không Huyền Cung hoàn toàn yên tĩnh. Huyền Cung tứ đế, hệ ngân hà đứng đầu nhất yêu nghiệt, dĩ nhiên thua ở một cái phía trước thường thường không có gì lạ người trong tay. Giết. Tô Vân ánh mắt lạnh giá, khai thiên phủ xuyên qua không gian, đi theo Bắc Hoang thụt lùi thân ảnh như hình với bóng, sát cơ cuồn cuộn. Một kích này, hắn muốn vì hiên viên kiếm báo thù. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, một trận chiến này, tộc ta con cháu nhận thua. Đúng lúc này, một bóng người cao to xuất hiện tại phía trước Bắc Hoang, tiện tay vung lên, đoán một cái đánh vào trên Khai Thiên phủ. Chỉ một thoáng, một cổ đáng sợ tràn trề cự lực vọt tới, khiến Tô Vân sắc mặt trắng nhợt, toàn thân gân mạch khung xương tự hồ cũng muốn bị đánh nứt ra, có máu tươi từ trong lỗ chân lông tràn ra. Phốc. Tô Vân liên tục thụt lùi, phun ra một nguồn máu tươi phía sau, mới đưa cổ lực lượng này trọn vẹn từ bỏ. Lúc này, chỉ thấy Huyền Hoang thần quân xuất hiện tại trước người Bắc Hoang vừa mới chính là hắn xuất thủ che lại bắt hoang. Ồ! Huyền hoang thần quân nhìn thấy Tô Vân chỉ là phun một muộn máu, trong mắt hiện lên một vòng bất ngờ, cuối cùng cảnh giới của hắn vượt qua Tô Vân không biết bao nhiêu, dù cho là trong nháy mắt, Tô Vân không chết cũng chí ít có lẽ trọng thương. Mà giờ khắc này, huyền cung bên trong, tỉnh mịch một mảnh, vô số cường giả hít thở không thông nhìn xem một màn này. Sinh tử đài bên trên, ngoại nhân không cho phép nhúng tay, đây là tổng bộ quyết định thiết luật. Tổng bộ tới thần quân, lại đánh vỡ cái luật thép này.